Giới huyền học xôn xao bàn tán vận trình tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong tháng 4 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Hoan hỷ chào đón tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 4 âm lịch ngày hôm nay. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin kính chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì Phong Thủy Gia Cát sẽ cùng chia sẻ tới tất cả quý vị và các bạn về vận trình công danh sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên của những gia chủ tuổi Đinh Tỵ trong tháng 4 âm lịch này. Các chuyên gia tử vi cảnh báo, trong tháng 4 âm lịch này thì những gia chủ tuổi Đinh Tỵ phải chịu nhiều ảnh hưởng bởi hung tinh thái tuế, cho nên họ phải gánh vác trên vai của mình rất nhiều những áp lực, nhất là vấn đề tiền bạc. Họa vô đơn chí, đây là một năm cực độc nếu như bản mệnh không nắm được vận trình thái tuế và cách hóa giải hung tinh, thì những gia chủ tuổi Đinh Tỵ rất dễ trắng tay, tiền bạc đội nón ra đi. Ngoài ra thì rất có thể sẽ gặp đại nạn trong năm 2022 Nhâm Dần này. Tiểu nhân sẽ vây hãm và quấy phán liên tục. Nhưng cũng đừng vì thế mà những gia chủ tuổi Đinh Tỵ phải quá lo lắng, bởi vì những khó khăn trắc trở trong cuộc đời của mình đến với mình cũng chỉ là để giúp chúng ta hoàn thiện bản thân mình hơn mà thôi. Sau những biến cố xui xẻo thì bao giờ cũng là con đường sáng lạn ở phía trước. Nếu nắm bắt được vận mệnh và biết cách đi đúng hướng thì những gia chủ tuổi Đinh Tỵ trong tháng 4 này sẽ có được những thành công đột phá, đứng đầu trong top của 12 con giáp giàu có nhất trong năm 2022 này. Vậy thì để biết được vận trình tài lộc của mình trong tháng 4 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần này, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết mà chúng tôi sẽ phân tích ngay sau đây. Xin mời! Sau đây là phần tổng quan của các quý gia chủ tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Đinh Tỵ sinh năm 1977 là người có khả năng giao tiếp giỏi, năng động, sôi nổi. Họ cẩn trọng, thích những thứ hoàn hảo, hoa mỹ và có một gu thẩm mỹ tinh tế. Họ có thể công khai bày tỏ quan điểm của mình và áp đặt điều đó cho người khác. Đinh Tỵ là con giáp có khả năng thay đổi quan điểm của những kẻ cứng đầu nhất. Những người sinh năm Đinh Tỵ được trời phú cho ý chí mạnh mẽ, trí tuệ thông minh, khả năng tính toán và một tầm nhìn xa trông rộng. Với đôi mắt sắc sảo, luôn tìm kiếm cơ hội giúp họ nhanh chóng tạo lập vị trí vững chắc trước khi ai đó kịp ngăn cản họ. Theo Phong Thủy Lộc Tài, người tuổi Tỵ là người rất tinh ý, thông minh và có điều kiện thành gia chủ trí giả, nhà kinh doanh đầy mưu kế. Bản thân họ cũng là người có năng khiếu về nghệ thuật, người tuổi Tỵ là người có tính độc lập rất cao, ít khi phụ thuộc vào người khác. Họ giao tiếp không rộng rãi, tính rất cẩn thận và thận trọng khi nghe và tin theo người khác bởi bản tính đa nghi của những người tuổi Đinh Tỵ. Họ cũng là những người rất hài lòng với cuộc sống của mình và yêu thích sự hài hước. Người tuổi Đinh Tỵ sẽ trải qua một tháng có nhiều vất vả trong công việc làm ăn, tuy nhiên đối tượng làm công ăn lương thì ít bị ảnh hưởng hơn là làm tư hay làm chủ. Tuy bận rộn, vất vả nhưng lại đổi lại phương diện tài chính được củng cố khá vững, tiền bạc chi tiêu khá thoải mái, đủ cho các chi phí, sinh hoạt gia đình hay công chuyện hùn hạp, làm ăn. Về sức khỏe, chú ý vấn đề ăn uống, đề phòng gan phải hoạt động quá tải khiến chức năng đào thải độc tố trong cơ thể trục trặc là tiền đề gây ra các bệnh như là gan nhiễm mỡ, viêm gan và xơ gan. Xét về thiên can, đinh âm hỏa gặp ất âm mộc nên gọi là thực thần, nghĩa là bản thân bị sinh xuất tiết mất khí. Nên trong tháng này, các quý gia chủ tuổi Đinh Tỵ cần hết sức chú ý và cẩn trọng trong mọi công việc. Một chút sơ suất là có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Anh chị cũng cần phải chú ý có tiểu nhân ganh ghét, quấy phá công việc cũng như là gia đình của mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tháng này dù phải chịu sự đốc thúc quản lý khá chặt chẽ của cấp trên, khiến cho bạn cảm thấy khá mệt mỏi và áp lực, nhưng đây cũng chính là cơ hội để bạn khẳng định bản thân, chạm tay vào cơ hội được thăng chức tăng lương. Người làm công ăn lương có thể vượt qua được khó khăn, chinh phục mục tiêu đã đề ra nhờ vào sự ủng hộ giúp đỡ của đồng nghiệp. Trong khi đó, người làm đầu tư kinh doanh có thể giữ được quan hệ với những đối tác triển vọng, cùng nhau làm ăn có lợi. Có điều gia chủ tuổi này cần phải lưu ý hơn đến các mối quan hệ xã giao, nên dĩ hòa vi quý là hơn, đừng vì chuyện nhỏ mà phát sinh mâu thuẫn cãi cọ với đồng nghiệp. Bản mệnh nên tập trung làm việc của mình là hơn, đừng lo chuyện bao đồng. Dù làm gì cũng nên thận trọng, từ lời nói đến hành động của bạn đều có thể gây ra mức ảnh hưởng khá lớn và thậm chí là khiến bạn vướng vào rắc rối phiền phức không đáng có. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an.
Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Đinh Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tình hình tài chính về cơ bản là tốt trong tháng này. Cơ hội thăng chức, tăng lương cũng giúp bạn nâng cao mức sống, có một khoản tiền dư giả để tiết kiệm, đầu tư hoặc mua sắm những vật dụng cần thiết trong gia đình. Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài. Nếu bạn không biết cân đối tài chính thì tiền của bạn sẽ không cánh mà bay. Bạn cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Việc bạn cần làm là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xem tử vi tháng này, tình hình sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu suy giảm nhẹ do chịu ảnh hưởng của những khó khăn vất vả mà cuộc sống đem lại. Công việc có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tâm trạng của bạn. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt, nếu không thì sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của bạn trong thời gian sau. Các quý gia chủ tuổi Đinh Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý gia chủ tuổi Đinh Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Do được nhiều sao chủ về đào hoa chiếu mệnh, gia chủ trở nên đào hoa hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đây. Bạn có thể sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ ái mộ đến từ bạn bè, đồng nghiệp hoặc ở cùng nơi làm việc. Đôi bên dễ phát triển thành những mối quan hệ ái muội thầm kín. Nếu là người đã lập gia đình hoặc đối tượng tiếp cận với bạn là người đã lập gia đình thì nên chủ động tránh xa, đừng để chuyện thị phi gây ảnh hưởng đến danh dự và người thân. Nếu biết quan tâm chăm sóc lẫn nhau, đôi bên sẽ luôn duy trì được một mái nhà ấm áp và hạnh phúc. Hãy thường xuyên trò chuyện để thấu hiểu suy nghĩ của nửa kia. Người độc thân có thể sẽ tìm được một nửa của đời mình một cách khá tình cờ. Bản thân bạn chưa mấy quan tâm đến chuyện tình cảm, tình yêu đôi lứa, nhưng khi nhân duyên ập đến thì đó cũng là sức hút mà bạn chẳng thể nào chối từ. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Tháng Tỵ, lục hợp thân, tam hợp sửu và dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuổi Tý. Đối với người tuổi Đinh Tỵ trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 4 năm 2022, tức ngày 10 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 4 năm 2022, tức ngày 22 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Tỵ trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 7 tháng 4 năm 2022, tức ngày 7 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 19 tháng 4 năm 2022, tức ngày 19 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn
hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho quý vị tuổi 1977 trong tháng 4 âm lịch. Và chắc hẳn quý vị đã biết được mình cần làm gì trong tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo.